Hải sâm này đã được làm sạch và đã được hấp chín rồi. Cho nên cái này là mình chỉ xào lại với đồ ăn của mình ăn thôi. Cái này là chín sẵn rồi. Đỡ phải làm. Ôi trời ơi, bự quá. Này, 1 kg tới 5 con dữ vậy ta. Ký hả? Này được khúc chân không? Cái hải sâm mà mình mua ở tiệm thuốc bắc á, về phải ngâm cả tuần lễ. Nó cũng bự khoảng cái này mà ngâm khoảng tuần lễ rồi luộc. Cái này đông đá, mình phải rã đông cái ta. Được đó, đó là 5 con, 5 con bự. Có khác cái loại mình mua tiên tiên. Sau khi mình rã đông rồi thì mình rửa sơ lại, ở trong làm sạch sẽ lắm. Mấy cái loại hải sâm mình mua ở tiệm thuốc bắc cái về làm ruột ghê quá. Cái này sạch hết rồi nhưng mà mình kỹ mình rửa lại thôi, họ cũng đã hầm chín. Bây giờ mình chỉ xào thôi, xào hoặc nấu súp gì á. Mình làm thử một con coi, nếu được làm ra mình mua thêm. Giờ mình thải ra. Hình như họ hầm mềm hơn của mình, nó hơi bị mềm. Mình hầm thì mình canh nó vừa, bây giờ mình phải cắt dày một tí. Mình hầm mình canh cho nó vừa dai dai sực sực. Cái này hơi bị mềm quá nên hơi khó ăn à. Mềm quá ăn không có ngon. Phải giòn giòn, bây giờ mình phải cắt dày nè, không dám cắt mỏng. Hơi uổng cho đó. Đây, một con cắt ra được như này. Đây mình xào thử coi. Con nó có ngon mình làm cho nó chín rồi sau đó mình chế biến món ăn mình sao, xào mì hay là xào bún môi gì đó. Rồi mình xào thử cái ăn nó có ngon không, nó có giòn nó dai không, mình nêm nếm cho nó thấm. Xào một hồi mình thấy nó teo lại, nó ra là nước mà. Nhìn thì rất là ngon nhưng mà xào nó teo lại. Mình vừa nêm tí dầu hào với đường rồi. Mình thêm mắm muối nữa cho nó vừa. Ra nước phá chừng nè. Teo lại còn có chút xíu. Ở đây 1 kg là 1 kg chín rồi đó, người ta hấp rồi đó, là tính 1 kg. Mình cân cái cục này khoảng 150 gram, 5 cục, mình làm hết 1 cục. Mình vừa mới xào xong 1/5 của cái bịch hải sâm bán ở Costco. Vậy bây giờ mình thử coi nó có thấy. Mình thì mình thích ăn dai dai giòn giòn nhưng mà có nhiều người thì họ thích ăn mềm, cho nên tùy khẩu vị của các bạn. Mình ăn thử miếng cái đó làm sao. Còn nóng. Để đây tí xíu cái mình chế biến cái món mì bún gạo. Đối với mình cái này nó mềm quá, mình không thích. Còn có người có thể có bạn thích chứ mình không thích, mình thích giòn hơn nè. Thì với cái món này á, mình có thể mình review 4 hoặc 5 sao. Thứ nhất là về cái giá cả, 20 đồng thì rẻ so với mình mua ở bên ngoài.
Về cái tiện lợi thì ở đây họ đã hấp sẵn, họ làm chín sẵn, mình chỉ xào ra thôi. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề là tùy theo khẩu vị thì mình không có thể đánh giá cái mức độ sao theo cái khẩu vị mình được. Thì nó hơi mềm so với mình, nhưng mà cái đó mình không có thể nào mình đánh giá cái sản phẩm của họ thấp được. Cho nên mình có thể review cái sản phẩm này từ 4 đến hoặc 5 sao.